đây với cu ly tí. Cu bơm. Không. Xin mến chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay em làm một cái video clip ngắn để hướng dẫn các bác thay thế một cái sa quạt mới nhé, vào một cái quạt này đã chết rồi. Bây giờ em hướng dẫn các bác thay và đấu dây nhé, đấu dây với tụ và nguồn và công tắc nữa. Thì các bác chú ý nhé. Ở đây là một cái quạt mà của một vị khách mang đến nhà em. Thì tình trạng với quạt này thì nó đã bị cháy rồi các bác nhé. Thì trước tiên để mà thay được cái cụ quạt này vào đây thì các bác phải kiểm tra cái trục bạc này. Đấy, kiểm tra trục bạc nó có bị dơ không. Đấy, nếu mà dơ thì chúng ta phải thay nhé. Còn hiện tại như con này thì em kiểm tra là nó tương đối ok. Thì mình sẽ tra dầu mỡ vào thôi. Tra dầu mỡ vào trục này. Tra vừa phải nhé. Tra nhiều quá thì nó sẽ không tốt đâu. Để các bạn này. Em tra vào. Xung quanh cái cốt này thì nó sẽ có một cái miếng bông để nó thấm dầu. Đấy, các bác tra vào đây thì nó ngấm dầu vào đây. Đấy, thế thôi nhá. Cái thứ hai là đây là một cái sa quạt của Hữu Thành. Cái sa này thì nó có cái đường kính trong này là 46 nhé. Đường kính trong là 46mm. Thì ở đây người ta cũng đã hướng dẫn đấu dây theo màu các bác nhé. Hướng dẫn các bác đấu dây theo màu này. Số 1 là xanh vàng, số 1 là xanh, số 2 là vàng, số 3 là trắng. Là 3 số nhé. Xám là dây điện tụ, và hồng là dây tụ. Đấy, có 5 dây đây. Thì người ta ở trong đây người ta đã đấu sẵn chiều quay của động cơ rồi nhé. Đấy. Đấy, đây là hướng dẫn dây ra này. Dây ra là ở phần phía trước. Đấy. Thì dây ra ở phần phía trước thì khi mà chúng ta lắp vào nó sẽ như thế này. Đây là phần phía trước này. Thì chúng ta sẽ úp vào thẳng vào đây nhé. Đấy. Đây, các bác luồn vào đây. Rồi, ok. Sau đó chúng ta lắp cái phần mặt bích sau vào. Chúng ta siết đều 4 con ốc bắt vào quạt nhé. Các bác chú ý phải siết đều. Siết thật đều vào nhé. Không có là nó sẽ bị sát cốt. Rồi, em đã siết chặt cái phần mặt sau vào cái củ quạt rồi. Thì bây giờ em kiểm tra là quay này. Quay trục. Kiểm tra độ dơ nhé. Các bác rút dọc này. Nó hơi có độ dơ một chút là được. Chứ đừng để nó dơ quá. Đấy là cái thứ nhất này. Đấy, kiểm tra cái độ dơ ngang này. Cái độ dơ ngang này. Đấy, nó không dơ là được. Thì hiện tại em kiểm tra em quay cái này thì cái trục này nó vẫn hơi cứng một chút nhé. Không phải vì dầu mỡ đâu.
đấy, mà là khi mình lắp quạt vào thì nó vẫn chưa có độ khít chuẩn 100%. Thì với cái kinh nghiệm của em ấy, thì các bác chú ý nhé, đây là cái phần góc của cái xa này, các bác lấy búa này, các bác vỗ nhẹ vào đây một cái đấy nhé, đây các bác chú ý này, đấy, vỗ nhẹ vào đây một cái, bây giờ trục sẽ cực trơn, trục bây giờ trơn tuyệt vời luôn đấy. Chúng ta tiếp tục tra dầu vào cái phần trục trước. Đấy, ok, khi mà trục đã trơn như này rồi thì chúng ta bắt đầu tiến hành luồn cái dây này xuống nhé, luồn dây xuống này để chúng ta đấu vào số, đấu vào tụ. Các bác luồn dây vào nhé, luồn dây vào, chú ý đừng để cho dây nó bị vặn quá, hơi trùng lên một tí là được. Đấy, bây giờ bắt đầu là tiến hành hàn số nhé. Thì hiện tại là cái số của cái quạt này là nó đang bị hỏng rồi, đấy các bác thấy không, nó gãy cái lúm vặn rồi. Thì bây giờ em sẽ tiến hành lắp cái số mới vào. Đây đã chuẩn bị sẵn đây rồi, một cái số quạt mới đây, cái này là cái số quạt mới này, các bác nhé, đây cái số quạt mới này, giờ em hàn vào. Chúng ta lấy mỏ hàn và chúng ta hàn cái tráng thiếc vào các cái đầu mối lên trước này. Rồi, nghe tráng và bắt đầu dây thiết xong thì bây giờ chúng ta tiến hành hàn nhé. Thì ở đây này thì người ta cũng đã hướng dẫn sẵn các bác rồi, hướng dẫn sẵn các bác đấu rồi, các bác nhé, hướng dẫn sẵn các bác đấu chiều đây này, đấu số này, xanh là 1, vàng là 2, trắng là 3 này. Đấy, thì các bác tìm ba cái đầu dây đấy, các bác hàn vào đây. Cái dây này nó hơi dài một chút nên em sẽ cắt vỡ đi nhé. Xanh này, vàng này, trắng này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành hàn ba cái dây số này vào. Theo thứ tự nhé, vàng, xanh, trắng. Các bác có thể để số 1 mạnh nhất hoặc là số 3 mạnh nhất tùy nhé. Không cứ thì cứ phải là số 1 là phải yếu, số 2 là khỏe, số 3 là mạnh. Đấy là tùy nhé. Miễn sao là khi các bác bật theo thứ tự, số tăng đều hoặc giảm đều là được. Rồi. Đây là ba dây số nhé. Rồi, tiếp theo đó là chúng ta sẽ hàn một đầu của dây nguồn vào, một đầu dây nguồn vào số. Đây, hàn một đầu dây nguồn vào số này. Một đầu còn lại ở dây nguồn nhé. Thì đây cái cuộn dây này nó có 5 dây ra, thì 3 dây là 3 dây số rồi. Dây hồng này là dây tụ này, dây xám này là dây điện tụ. Giờ em sẽ lấy một con tụ nhé.
Quạt này thì các bác dùng tụ 2 mi, 2 microfarad. Cái dây màu hồng này, dây màu hồng chúng ta sẽ đấu vào tụ nhé. Dây màu hồng này đấu vào tụ này. Đấy, khi mà đấu xong thì các bác quấn bằng dính, hoặc là đây em cho ống ghen vào. Rồi. Và một đầu dây còn lại của tụ đấu vào dây màu xám này. Dây màu xám này là dây điện tụ. Và đấu với cả dây đầu còn lại của dây nguồn. Đây em đút ống ghen nhé, em không quấn băng dính. Đấy, rồi, ok, đã xong. Để bây giờ nhé, em sẽ ghim điện vào. Em sẽ ghim điện vào và em thử xem là quạt đã quay đúng chiều chưa, và cái tốc độ của quạt nó như thế nào. Đấy, bây giờ em đã cắm điện vào rồi. Đấy, bây giờ em sẽ ấy thử nhé. Thì để mà các bác nhìn nó rõ hơn thì em sẽ lắp tạm cái cánh vào. Bây giờ em sẽ bật thử nhé. Đấy, các bác thấy không? 3 số đã ok này. Rồi, đã ok. Đấy. Thế là chúng ta đã hoàn thành xong các cái bước của thay một cái sa quạt củ quạt mới. Đấy, vào một cái quạt đã bị cháy củ. Đấy, và cái thứ hai đó là em hướng dẫn các bác hàn dây vào công tắc và đấu tụ để cho quạt chạy được. Thì cái quạt này nó sẽ có ra 5 dây. Có 5 dây nhé. Màu xanh, màu vàng, màu trắng. Này là 3 dây số. Các bác nhé, 3 dây số. 3 dây số. Thì một dây nguồn sẽ đấu trực tiếp vào đây. Thì 3 dây số quay thì cái này nó sẽ nối tiếp là chẳng hạn. Cái dây nguồn này nó sẽ vào dây số vàng này. Các vặn lần thứ hai nó sẽ vào dây xanh này. Vặn lần thứ ba sẽ vào dây trắng. Đấy, nó sẽ vào 3 cái sợi dây số này. Đấy. Còn cái dây tụ này, dây tụ là dây màu hồng nhé. Đấy, thì đấu trực tiếp vào dây một dây của tụ đây. Đấy, đấu trực tiếp vào một dây của tụ đây. Còn cái dây màu xám này là dây điện tụ. Đấy, thì các bác đấu dây xám với cả một đầu còn lại của tụ và đấu vào cái đầu dây nguồn còn lại. Đấy, thì đây để trở lại cái sơ đồ đây. Các bác nhìn rõ chưa? Đấy. 3 dây số này, người ta ghi rõ rồi này. Đấy. Đây là công tắc này, ra nguồn đây. Đấy. Đây là cái còn đầu nguồn còn lại này. Đây là dây hồng này, đấu vào tụ này. Đấy, dây còn lại của tụ này đấu lên nguồn. Dây xám cũng thế. Đấy. Đấu vào dây còn lại của tụ và lên nguồn. AC 220V. Và mặt các bác nhớ là dây ra ở trên phía trước. Đấy, các bác chú ý như thế nhé. Thế thì hôm nay em làm một cái clip ngắn như này để hướng dẫn các bác thay một cái củ quạt một cách đơn giản và hiệu quả, tiết kiệm chi phí, cả ai cũng có thể tự làm được tại nhà nhé. Đấy, thì các bác nào có vấn đề gì thắc mắc hoặc là góp ý thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0982 826 628 nhé. Vâng, em xin chào toàn thể các bác.